Xin chào mừng anh chị đã trở lại với kênh Bất Động Sản Khu Tây của Tuyết. Hôm nay Tuyết lại nói về chủ đề của thị trấn Tân Trụ. Trong những năm gần đây, từ 2020 cho đến năm 2022 thì Tuyết thấy giao thông của thị trấn Tân Trụ đang ngày càng phát triển và khu đô thị của Tân Trụ cũng dần được khai thác mở rộng hơn về kinh doanh, cũng như là các hệ thống, các tuyến đường giao thông cũng được mở rộng, cũng như là điều chỉnh các tuyến đường. Hôm nay Tuyết sẽ giới thiệu với anh chị về 3 quỹ đất vàng trong lòng thị trấn Tân Trụ. Trước mắt của anh chị đây đó chính là một trong 3 quỹ đất vàng của thị trấn Tân Trụ. Dự án Tân Trụ Riverside Market 30 căn shop house tọa lạc tại trung tâm thị trấn Tân Trụ được tập đoàn Thắng Lợi Group vừa về triển khai và phát triển địa phương, tạo nên một khu đô thị cũng như là phát triển cho thị trấn Tân Trụ ngày càng đô thị hóa hơn. Dự án được khởi công vào cuối 2020 và bàn giao ở cuối năm 2021 vừa qua. Dự án gồm 30 căn shop house, 1 trệt, 2 lầu và 1 tum với thiết kế tân cổ điển. Dự án cũng dần đưa vào hoạt động để hoàn thiện cũng như là đưa vào khai thác kinh doanh tại nơi đây, góp phần tạo nên một cái nét rất là khác biệt và đặc trưng của thị trấn Tân Trụ. Tuyết sẽ giới thiệu với anh chị về quỹ đất thứ hai cũng liền kề về trung tâm của Tân Trụ, đó chính là Tân Trụ Riverside Market giai đoạn 2. Đây chính là một trong những dự án được người dân đánh giá rất là cao vào giai đoạn 2022 này. Sau thành công của Tân Trụ Riverside Market giai đoạn 1 thì tập đoàn Thắng Lợi Group vừa triển khai 16 căn shop house trên mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực, khởi công vào năm 2021 và dự kiến bàn giao vào cuối năm 2022 này, thì tập đoàn vừa cho ra mắt một sản phẩm vừa liền kề với lại mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực luôn. Bên cạnh song song đó thì tháng 7 này 2022, tập đoàn Thắng Lợi Group vừa mở rộng triển khai cũng trên mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực quỹ đất vàng thứ 3 của thị trấn Tân Trụ, đó chính là dự án Sài Gòn Town, một trong những dự án gây tiếng vang nhất trong 2022 này. Dự án 75 căn shop house nằm tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực. Sự khác biệt của giai đoạn 3 này đó chính là số lượng căn shop house 75 căn. Và đây là một trong những thành phố thu nhỏ Sài Gòn Town, được gọi là thành phố không ngủ, lấy ý tưởng từ phố đi bộ Bùi Viện và lần đầu tiên độc bản xuất hiện tại thị trấn Tân Trụ. Điểm đặc biệt của các dự án vừa triển khai tại thị trấn Tân Trụ đó chính là vỉa hè rất là rộng, rơi dao động từ khoảng 11 cho đến 16 mét nha anh chị, nên là anh chị có thể yên tâm hơn về có thể vừa ở mà vừa kinh doanh được. Dự án giai đoạn 3 này, đây là dự án mới nhất của tập đoàn Thắng Lợi rơi vào 2022 này. Anh chị nào đang quan tâm về dự án cũng như là booking giữ chỗ thì có thể liên hệ với Tuyết qua số điện thoại cũng như là Zalo trên màn hình. Đây chính là 3 quỹ đất vàng mà Tuyết muốn giới thiệu với anh chị tại thị trấn Tân Trụ. Là một người con của Long An thì Tuyết thật sự rất là tự hào về phát triển địa phương của mình. Anh chị nào đang quan tâm thì hãy liên hệ với Tuyết. Cảm ơn anh chị đã xem hết clip này của Tuyết. Nếu yêu thích kênh, hãy nhấn like and subscribe nha.